Kể từ khi bác Trọng nhận chức Tổng Bí thư từ năm 2011 đến nay, đã trải qua 3 nhiệm kỳ liên tiếp, uy tín trong lòng người dân cực kỳ cao. Nhất là thông qua chiến dịch đốt lò, đưa hàng loạt các quan chức cấp cao vào vòng lao lý vì những hành vi đi ngược lại với chuẩn mực đạo đức của một người lãnh đạo. Bên cạnh đó, dưới sự lãnh đạo của ông, Việt Nam đã thực hiện nhiều biện pháp nhằm tăng cường tăng trưởng kinh tế, cải thiện đời sống nhân dân và đẩy mạnh công cuộc cải cách chính trị kinh tế. Việt Nam đã duy trì mức tăng trưởng kinh tế ổn định, thu hút đầu tư nước ngoài và phát triển các ngành công nghiệp, nông nghiệp, dịch vụ. Chính điều này đã tạo ra niềm tin cho nhân dân vào Đảng và Nhà nước. Tuy nhiên, như chúng ta đã biết, năm nay bác Trọng đã bước sang tuổi 79, sức khỏe của bác đã không còn như xưa. Trong nhiều cuộc họp cũng thấy rõ vẻ mệt mỏi của Tổng Bí thư. Nhân dân cả nước tha thiết mong Tổng Bí thư luôn luôn khỏe mạnh để điều hành đất nước, đẩy lùi sâu mọt hại nước hại dân. Tuy nhiên, có một điều người dân rất buồn nếu như Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng sẽ về hưu sau khi kết thúc nhiệm kỳ này. Chính vì vậy, mọi người dân đang có rất nhiều suy nghĩ ai sẽ là người kế nhiệm chức Tổng Bí thư này. Trong video này, xin mời quý vị chúng ta cùng tìm hiểu những nhân tố có thể kế nhiệm Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Trong điều kiện để đảng viên trở thành Tổng Bí thư, căn cứ tại tiểu mục 2.3, mục 2.1, quy định 214 năm 2020, tiêu chuẩn đối với chức danh Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng như sau. Đảm bảo đầy đủ các tiêu chuẩn chung của Ủy viên Bộ Chính trị và Ban Bí thư như quy định. Đó là có uy tín cao trong Trung ương, Bộ Chính trị, toàn Đảng và đặc biệt là trong lòng nhân dân, là trung tâm đoàn kết, có khả năng quy tụ và phát huy sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị Đảng và nhân dân, tiêu biểu về đạo đức và trí tuệ, có trình độ lý luận chính trị và kiến thức toàn diện, kiến thức sâu rộng trên nhiều lĩnh vực quan trọng như chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại và xây dựng Đảng. Người ứng cử phải có bản lĩnh chính trị, năng lực nghiên cứu sáng tạo và quyết đoán trước những vấn đề khó, phức tạp liên quan đến vận mệnh của Đảng, quốc gia và dân tộc. Họ cần có năng lực lãnh đạo và điều hành Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị và Ban Bí thư, cũng như khả năng lãnh đạo trong việc xây dựng đội ngũ cán bộ cấp chiến lược, đặc biệt là người kế nhiệm và cán bộ chủ chốt. Ngoài ra, người này phải có kinh nghiệm thực tiễn, đã hoàn thành tốt nhiệm vụ ở các chức vụ quan trọng như Bí thư Tỉnh ủy, Thành ủy hoặc Trưởng ban Bộ ngành Trung ương và phải tham gia Bộ Chính trị ít nhất một nhiệm kỳ trở lên với thành tựu rõ ràng. Trường hợp đặc biệt có thể do Ban Chấp hành Trung ương quyết định. Ngoài các tiêu chuẩn trên, người trở thành Tổng Bí thư còn phải đáp ứng những tiêu chuẩn chung được quy định tại mục 1.1 của quy định 214 năm 2020. Trước hết là điều kiện về chính trị tư tưởng, trung thành với Đảng và nhân dân, tuyệt đối trung thành với lợi ích của Đảng, quốc gia, dân tộc và nhân dân, luôn đặt lợi ích của Đảng, quốc gia và nhân dân lên trên mọi lợi ích khác. Họ phải kiên định chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, chính trị vững vàng, đấu tranh phản đối các quan điểm sai trái, thù địch và đặc biệt là có lòng yêu nước nồng nàn sâu sắc. Người này phải sẵn sàng hy sinh vì sự nghiệp cách mạng của Đảng, vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân. Họ phải tuyệt đối chấp hành sự phân công của tổ chức, yên tâm công tác, giữ vững nghiêm túc và đúng đắn trong công việc được phân công. Tư tưởng chính trị này không chỉ là cam kết với lợi ích cao cấp mà còn thể hiện sự sẵn sàng hy sinh và đồng lòng với nhân dân. Làm việc theo nguyên tắc, giữ kỷ luật và chấp hành sự phân công là những đặc điểm quan trọng của người nắm quyền lãnh đạo. Về đạo đức và lối sống, người ứng cử phải là hình mẫu vững chắc về đạo đức, luôn duy trì sự trung thành và chân thành trong mọi tình huống, tinh thần khiêm tốn, giản dị, không khoa trương, không phô trương thành tích cá nhân, mang đến sự bao dung và vô tư, linh hoạt trong quan điểm và hành động. Họ cần có lối sống đạo đức và cao quý, sống cần cù, liêm chính, chí công vô tư trong mọi công việc, tự kiểm soát, không có tham vọng quyền lực, hướng sự nhiệt huyết và trách nhiệm cao với công việc, đấu tranh chống tham nhũng và có tinh thần chủ động đấu tranh, ngăn chặn và đẩy lùi thực trạng tham nhũng, lãng phí. Người này không chỉ giữ chặt nguyên tắc và đạo đức cá nhân,
mà còn tự kiểm soát và tự điều chỉnh để tránh những biểu hiện tiêu cực, thực hiện nguyên tắc tổ chức và kỷ luật, chấp hành nghiêm túc các nguyên tắc tổ chức, đặc biệt là nguyên tắc tập trung dân chủ và tự phê bình. Họ cần đảm bảo thực hiện đúng, đầy đủ quyền hạn và trách nhiệm, tuân thủ nghiêm nguyên tắc, quy định, quy chế và quy trình công tác cán bộ, liên tục kiên quyết đấu tranh với mọi biểu hiện và hành động trái với các quy định của Đảng và Nhà nước trong công tác cán bộ. Những phẩm chất và hành động tích cực này không chỉ là tấm gương lý tưởng mà còn đóng góp tích cực vào sự phát triển của tổ chức và xã hội. Về trình độ, người ứng cử phải tốt nghiệp đại học trở lên, có lý luận chính trị cử nhân hoặc cao cấp, quản lý nhà nước ngạch chuyên viên cao cấp hoặc tương đương và trình độ ngoại ngữ, tin học phù hợp. Về năng lực và uy tín, họ phải có quan điểm toàn diện và khách quan, phương pháp làm việc khoa học, nhạy bén chính trị, có năng lực lãnh đạo và tổ chức, năng động, sáng tạo, hiểu biết toàn diện, chủ động đề xuất nhiệm vụ và giải pháp, tận tâm với nhân dân và là hạt nhân quy tụ sức mạnh. Về sức khỏe, độ tuổi và kinh nghiệm, người ứng cử phải đủ sức khỏe để thực hiện nhiệm vụ, đảm bảo tuổi bổ nhiệm, giới thiệu ứng cử theo quy định của Đảng và đã kinh qua và hoàn thành tốt chức trách nhiệm vụ của chức danh lãnh đạo quản lý chủ chốt cấp dưới trực tiếp, có nhiều kinh nghiệm thực tiễn. Vậy những ứng viên nào có thể kế nhiệm Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng sau khi hàng loạt nhân sự cấp cao bị miễn nhiệm vì vi phạm những điều đảng viên không được làm? Từ xưa đến nay, đa số những người giữ ghế Tổng Bí thư trước đó đều xuất phát từ nguyên thủ quốc gia. Cho nên, những ứng cử viên hàng đầu để kế nhiệm Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng hiện nay bao gồm: người đầu tiên là Thủ tướng Phạm Minh Chính. Thủ tướng Phạm Minh Chính hiện đang là một trong bốn nguyên thủ quốc gia lâu nhất, chỉ sau Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Những người khác cùng nhiệm kỳ như ông Nguyễn Xuân Phúc, Vương Đình Huệ và Võ Văn Thưởng đều đã xin từ chức trước nhiệm kỳ. Sau khi hết nhiệm kỳ này, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã có hai khóa trong Bộ Chính trị, nên cũng đủ điều kiện và tiêu chuẩn để trở thành Tổng Bí thư. Sự nghiệp của ông có học hàm Phó Giáo sư, Học vị Kỹ thuật Xây dựng, Tiến sĩ Luật, cao cấp Lý luận Chính trị và cấp hàm Trung tướng Công an Nhân dân Việt Nam. Ông là Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng từ năm 2011 qua các khóa 11, 12, 13. Trong sự nghiệp của mình, ông đã trải qua nhiều vị trí công tác, từ Công an Nhân dân, giáo dục, luật học đến tham gia phương diện chính trị địa phương và trung ương. Trước khi trở thành người đứng đầu Chính phủ Việt Nam vào năm 2021, ông Phạm Minh Chính đã là Thủ tướng Chính phủ thứ 9 của Việt Nam. Trong những năm đầu tiên giữ chức vụ Thủ tướng, ông được mệnh danh là Tổng Tư lệnh của chiến dịch phòng chống đại dịch COVID-19. Người thứ hai là Chủ tịch nước Tô Lâm. Sau khi ông Võ Văn Thưởng từ chức, Đại tướng Tô Lâm chính là người thay thế. Dù mới được bầu làm Chủ tịch nước chưa đầy một nhiệm kỳ, nhưng khả năng Chủ tịch nước Tô Lâm cũng có thể kế nhiệm chức Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Trên cương vị là Bộ trưởng Công an, Đại tướng Tô Lâm đã khui ra nhiều vụ tham nhũng lớn và tạo được uy tín cho mình. Khác với Thủ tướng Phạm Minh Chính, sự nghiệp của Đại tướng Tô Lâm bắt đầu từ ngành công an rồi qua lãnh đạo địa phương trước khi trở thành Chủ tịch nước. Cụ thể, từ tháng 10 năm 1974 đến tháng 10 năm 1979, ông học tại Học viện Đại học An ninh Nhân dân. Từ tháng 10 năm 1979 đến tháng 12 năm 1988, ông là cán bộ Cục Bảo vệ Chính trị 1 Bộ Công an. Tháng 12 năm 1988 đến năm 1993, ông là Phó trưởng phòng, rồi trưởng phòng Cục Bảo vệ Chính trị 1 Bộ Công an. Từ năm 1993 đến năm 2006, ông là Phó Cục trưởng Cục Bảo vệ Chính trị 1, rồi Cục trưởng Cục Bảo vệ Chính trị 3 Bộ Công an. Năm 2006 đến năm 2009, ông giữ chức Phó Tổng Cục trưởng Tổng Cục An ninh, rồi Phó Tổng Cục trưởng phụ trách Tổng Cục An ninh 1 Bộ Công an. Ông được phong quân hàm Thiếu tướng năm 2007, Trung tướng năm 2010 và Thượng tướng năm 2014. Đến tháng 1 năm 2016, ông được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng và được phong quân hàm Đại tướng vào năm 2019. Đến thời điểm hiện tại, Đại tướng Tô Lâm là một nhân vật quan trọng và đáng ngưỡng mộ trong lịch sử chính trị của Việt Nam. Ông đã có một sự nghiệp ấn tượng, đóng góp to lớn vào sự phát triển ổn định của đất nước. Ông đã đóng vai trò quan trọng trong việc hiện đại hóa và nâng cao năng lực chiến đấu của lực lượng vũ trang, đồng thời định hình chiến lược an ninh đất nước, đảm bảo rằng
Việt Nam có một hệ thống an ninh vững mạnh và đáp ứng được thách thức an ninh hiện đại. Trong vai trò là Bộ trưởng Công an, Đại tướng Tô Lâm đã dẫn dắt công tác an ninh và trật tự với sự kiên định và hiệu quả. Ông đã thúc đẩy sự trong sạch và minh bạch trong bộ máy an ninh, tạo điều kiện cho một xã hội an toàn và ổn định. Ông được người dân và cộng đồng cảnh sát Việt Nam tôn trọng và tin tưởng. Với tinh thần dân tộc và tầm nhìn lớn lao cho tương lai của đất nước, ông không ngừng cam kết đối với sự nghiệp cải thiện đời sống của người dân và bảo vệ an ninh quốc gia. Tổng thể, Đại tướng Tô Lâm là một biểu tượng của sự kiên định, trí tuệ và tận tụy đối với sự phục vụ đất nước và nhân dân. Ông đã để lại dấu ấn sâu đậm trong lịch sử phòng chống tham nhũng của Việt Nam. Mong rằng, với vai trò mới là Chủ tịch nước, ông vẫn tiếp tục chỉ đạo bộ máy an ninh trật tự, truyền thụ những kinh nghiệm vốn có để Bộ Công an tiếp tục phát huy vai trò chống tham nhũng, làm trong sạch bộ máy nhà nước. Việc duy trì sự trong sạch và hiệu quả của bộ máy an ninh trật tự là một ưu tiên quan trọng đối với sự ổn định và phát triển của một quốc gia. Khi một quốc gia có một hệ thống an ninh trật tự mạnh mẽ và đáng tin cậy, nó có thể đảm bảo an toàn và sự ổn định cho cộng đồng, tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển kinh tế và xã hội. Đặc biệt, khi có một người lãnh đạo như Chủ tịch nước phụ trách cảnh sát và an ninh, việc đảm bảo rằng hệ thống an ninh được vận hành một cách trong sạch và minh bạch sẽ góp phần vào việc xây dựng niềm tin và sự ủng hộ từ phía nhân dân. Điều này đòi hỏi sự cam kết mạnh mẽ từ ông cùng với các biện pháp cụ thể như việc tăng cường giám sát và kiểm tra nội bộ, đảm bảo rằng quy trình tuyển dụng, đào tạo và thăng tiến được thực hiện một cách công bằng và minh bạch. Ngoài ra, việc thúc đẩy văn hóa tự giác và trách nhiệm trong bộ máy an ninh cũng là yếu tố quan trọng. Hy vọng rằng, với sự quan tâm và chỉ đạo của Chủ tịch nước Tô Lâm và các cơ quan có liên quan, bộ máy an ninh trật tự của Việt Nam sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ và đáng tin cậy, phục vụ tốt hơn cho cộng đồng và đất nước. Đại tướng Tô Lâm đã đặt nền móng cho một hệ thống an ninh trật tự và phòng chống tham nhũng mạnh mẽ. Hy vọng rằng, những người kế cận vị trí của Đại tướng Tô Lâm trong chức vụ Bộ trưởng Bộ Công an sẽ tiếp tục phát triển và phát huy những thành tựu mà Đại tướng đã đạt được trong việc giữ gìn an ninh trật tự, phòng chống tham nhũng, thúc đẩy các biện pháp cải cách hành chính và pháp luật để tiêu diệt các hành vi tham nhũng không có vùng cấm, không có ngoại lệ, giúp đất nước trong sạch, vững mạnh và ổn định, để đưa đất nước ta, như Bác Hồ hằng mong muốn, sánh ngang với các cường quốc Nam Châu. Đại tướng Tô Lâm trước khi trở thành Chủ tịch nước đã để lại những thành tích ấn tượng khi đương nhiệm chức Bộ trưởng Bộ Công an. Ông là Ủy viên Bộ Chính trị, giữ chức Bộ trưởng Bộ Công an từ ngày 9 tháng 4 năm 2016. Qua 8 năm điều hành lực lượng công an, Bộ trưởng Tô Lâm đã biến lời hứa thành hành động, để lại nhiều dấu ấn đột phá nổi bật. Năm 2018, Bộ Công an đi đầu trong công tác tinh gọn lực lượng. Bộ máy Bộ Công an không còn 6 tổng cục thường trực, gần 60 cục được sắp xếp lại, giảm gần 300 đơn vị cấp phòng ở công an địa phương sau khi sáp nhập cảnh sát phòng cháy chữa cháy và tổ chức lại, giảm hơn 500 đơn vị cấp phòng và gần 1.000 đơn vị cấp đội. Bộ trưởng Tô Lâm cũng quyết định điều động 25.000 công an chính quy về cấp xã, thay thế cho gần 14.000 phó trưởng công an xã thị trấn và 113.000 công an viên. Sự điều động này không chỉ giúp lực lượng công an gần dân phục vụ tốt hơn cho người dân ở tất cả các địa bàn trên cả nước, mà còn giúp cho bộ máy tinh gọn, hoạt động chuyên nghiệp hiệu quả hơn. Đại tướng Tô Lâm nhấn mạnh phát huy vai trò nòng cốt của lực lượng công an xã trong bảo đảm an ninh trật tự tại cơ sở theo phương châm trọng dân, gần dân, lúc dân cần, lúc dân khó là có công an. Trong lịch sử Quốc hội, Bộ Công an là bộ đầu tiên tham mưu chính Quốc hội thông qua 5 luật trong một năm, đáp ứng kịp thời yêu cầu cấp bách phục vụ sự nghiệp bảo vệ an ninh trật tự. Các dự án luật này có phạm vi ảnh hưởng đến quyền lợi của công dân và tác động đến kinh tế xã hội, bao gồm luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật công an nhân dân để phù hợp với nhu cầu thực tiễn công tác và cơ cấu tổ chức mới của Bộ Công an, luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam và luật nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh và cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam. Người thứ ba được nhân dân tin tưởng là Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn
cũng có thể kế nhiệm chức Tổng Bí thư. Trong hai đời Tổng Bí thư gần đây đều xuất phát từ vị trí Chủ tịch Quốc hội, đó là đồng chí Trường Chinh và Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Khác với Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng Phạm Minh Chính đều xuất thân từ công an, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn lại xuất thân từ Đoàn Thanh niên, sau đó trở thành lãnh đạo tại địa phương trước khi lên Trung ương. Ông từng giữ nhiều vị trí quan trọng như Bí thư Thành ủy Cần Thơ và Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trước khi chuyển về Quốc hội. Cuối cùng là Thường trực Ban Bí thư, Đại tướng Lương Cường. Ngoài những vị trí là nguyên thủ quốc gia, Thường trực Ban Bí thư cũng là vị trí rất quan trọng nằm trong Đảng Cộng sản Việt Nam. Hiện tại, người giữ chức vụ này là Đại tướng Lương Cường, chủ nhiệm Tổng cục Chính trị. Đại tướng Lương Cường có xuất thân từ quân đội và đã kinh qua nhiều chức vụ trong lực lượng. Ông từng là Chính ủy Quân đoàn 2, Chính ủy Quân khu 3. Tháng 8 năm 2009, ông được thăng quân hàm Trung tướng. Và cuối năm 2014, ông được thăng quân hàm Thượng tướng. Ông cùng giữ chức Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam trong hơn 4 năm, từ tháng 6 năm 2011 đến tháng 12 năm 2015. Tháng 1 năm 2021, Đại tướng Lương Cường được Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 bầu vào Bộ Chính trị và đến tháng 6 năm đó, ông trúng cử đại biểu Quốc hội khóa 15. Ngày 16 tháng 5 năm 2024, ông được bầu vào chức vụ Thường trực Ban Bí thư. Nếu như Đại tướng Lương Cường có thể kế nhiệm chức Tổng Bí thư thì không có gì ngạc nhiên, bởi ông đáp ứng đủ tiêu chuẩn theo quy định. Vâng, trên đây đều là những ứng cử viên sáng giá có thể thay thế Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Trong thời gian vừa qua, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã để lại nhiều dấu ấn lớn và được nhân dân cả nước tin tưởng, đặc biệt là trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và phòng chống tham nhũng tiêu cực. Chính vì vậy, dư luận và nhân dân vẫn luôn mong Bác khỏe mạnh để diêu dắt dân tộc vững bước mạnh mẽ, đưa đất nước Việt Nam phát triển sánh ngang với các cường quốc Nam Châu. Hy vọng rằng, những thế hệ sau nếu được kế nhiệm Bác Trọng sẽ tiếp tục phát huy những thành tựu mà Bác Trọng đã để lại, luôn là tấm gương trong sạch thực sự mẫu mực về đạo đức, phong cách, lối sống, có tầm nhìn chiến lược, biết quy tụ nhân tài và hết lòng phục vụ nhân dân. Cảm ơn quý vị đã chú ý theo dõi. Đừng quên ấn nút like video và đăng ký kênh để ủng hộ kênh cũng như đón xem những video mới nhất trên kênh quý vị nhé. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo. Chúng tôi xin lưu ý rằng các nội dung trên kênh không mang tính chất định hướng, không tuyên truyền, kêu gọi hay kích động. Mục đích của chúng tôi là cung cấp thông tin một cách trung thực và khách quan để quý vị có thể tự mình đánh giá và đón nhận.